Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với một trò chơi mới. Và trở lại vào cái trò này nó cũ, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ làm clip để mình chơi. Đó là cái Rise. Thì Rise là nếu mà ai mà có từng chơi hồi xa xưa đó thì sẽ biết được cái trò này là một con quỷ ngốn cấu hình ra từ năm 2007, nhưng mà nó là đột phá về đồ họa luôn mấy bạn. Đồ họa cực kỳ đẹp. Wow, tới đây hả? Thì mình sẽ vô mình chơi nhé. Đến nỗi cái máy mình mà mới làm đây nè thì nó cũng chật vật ở 50 fps thôi, nó không thể lên hơn được. Và đồng bộ dọc thì thời đó thì nó hình như nó chưa có mạng 60Hz thì phải. Đồng bộ dọc của nó cũng chỉ 48Hz thôi, 48 fps đó. Đây, mình đã đi tới đây rồi. Wow. Ok, giờ thì mình đi tiếp à. Lính ở trong đây nó cực kỳ khôn luôn, lúc đầu cũng thấy được. Sao bắn cái đầu nó khó vậy ta? Dính rồi đó. Lính ở trong đây nó hồn lắm. Đụng mới có mấy cái thôi, đứng xa nhiều lúc cũng biết được nữa. Ghê. Yeah. Thằng này cầm gì? Sọc gân tao xin. Chết đi. Ê, hết hồn. Lấy đạn, ngon đi. Coi không, nhạc con mà. À, trên đây có cái chạy nữa nè. Ngon, nổ luôn. Hả, chết rồi. Ok, xong rồi. Xin đạn nào. Mày thấy đồ họa đẹp không? 2007 mà nó ra được cái game có cái đồ họa như thế này thì nó thật cũng được cực đỉnh rồi. Crytek làm mà. Cái nhà làm game Warface sau này đó. Mình mua thì lâu rồi nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian mình tải về mình chơi. Wow. Chè, yeah, núi không? Insult Street Mod Strange Chum. Lợn. Nhìn nhạc thấy rùng rợn thế. Lợn. Giờ chắc chỗ này cao á. Maximum speed. Ngon. Ok, được rồi. Đi bình thường thôi. Mà sao maximum speed nhanh thế? Maximum giáp đi. Nhìn thấy nhạc nghe rùng rợn thế. What the fuck. Bình tĩnh. Ở đây là gì? Một cái tàu à. À, bạn mình nè. About time you showed up. You believe this? Hồi. Looks like someone had a little trouble parking their boat. Nó thảy nguyên cái thuyền lên đây luôn hả? Too much electrical interference on this island. Hey boss, I got something. Topographic map. There's an area highlighted. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not,
But it's all we've got to go on. We need to get moving. I'm not going anywhere until you give me some answers. I'm not buying that locate and evacuate bullshit anymore. Yeah. Since when do the North Koreans have themselves a motherfucking freeze ray? Damn straight! I feel like I jumped into a bloody comic book here! I've told you everything you need to know. That's bollocks and you know it! Aztec is dead and we ain't got the first idea what killed him! I saw him up close, boss. He was mutilated, ripped in two. I mean, what are we doing with this spray? Because it ain't just Korean. Jester's right. If this Rosenthal guy was a proper nut, we wouldn't be here. Cut the crap, psycho. You've all been fooled. Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and that's in order. Đây, đây, đây. Quá giật. Phải. It's got Jester. We have to go. We have to go now. Come on. Quậy. Did you see it? Phá quá giật. This way. Come on, move. Kìa thế, đồ họa năm đó mà mình coi mình thấy nó đỉnh thiệt. Cái con quái vật nó giống như trong phim Skyline gì mình đã từng chơi á. Mình ý co coi phim chứ. Skyline. Trời, đi quẳng đi mà còn biết fit. Đi đời tay hay gì nữa để biết. Nó gắt cái thằng kia đâu mất rồi. Maximum speed. Yep. Mày thấy rồi, thấy rồi. Ê, ê, chết. Ê, mình đi sai đường rồi. Không được rớt xuống đó. Mình tưởng đi xuống mà giết theo nó luôn. Ủa, xuống rồi nè. Nó giết bằng bạn mình này. We're dropping like flies. I'd tell you if I knew. You have my word. Stand back now. I'm gonna vaporize. Nạn quái vật của tụi kia tạo ra đó. Kiểu như giống tụi này giống mà chết luôn rồi, giống như phải phi tan luôn á. Làm mất xác mất dép luôn. Để cho cái tụi mà địch của mình đó không có ăn cắp công nghệ của mình á. Eyes open, boys. KPA comms center. Watch my back, don't have it. Cái đồ của địch nè. Có xác người kìa. Mình nghĩ nó đập hết chỗ này luôn á. Move in on that trailer. I'm gonna access. Mình hôi đạn tí. Tí nữa không có đạn bắn đưa hổ. Không xét khu này rồi còn gì luôn. KPA holding a civilian hostage in the village about a click ahead. Could be one of Rosenthal's crew. Nomad, I need you to infiltrate the village and gather any intel you can. I'll stay here and monitor incoming comms. Your priority is to find that hostage. Understood? Understood. Psycho will provide support as soon as we're done here. Tìm con tin nữa ở trong làng. Để mình đi về làng coi. Maximum speed. Low and slow. Intel suggests snipers and armored patrols up ahead. I'm moving out to secure rendezvous location. Nói có con tin. Nomad, I'll take the high ground. Confirm when you're inside the village. Ê, nó xuống rồi. Nấp, nấp, nấp. Có trực thăng nữa. Nó thắng rồi à? Phải trực thăng kìa.
cái thanh đỏ đỏ lên xuống là cái gì đó. Có địch, có địch. Đâu á? Trên đây à? Ta thấy, gì trên đây à? Kệ này. À đúng rồi, có đường đi trên đây nè. Cây gãy. Lấy đạn, lấy đạn. Shotgun đầy đủ, đầy đạn này. Mấy đạn. Ok. Nó phải đi đây nè. Tàn hình. Mình đang căng hình. Bắn nó cũng mất da, mất cái giáp đó thì mình tưởng đi thôi mới bị thôi chứ. Lính vọng đội mũ gì hết. Còn thằng, còn thằng. Đâu xuống đông thế. Này. Lấy đạn nhanh lên, nhanh lên. 200 mấy viên rồi. Đi. Nó kiểu đi tới ngôi làng rồi ta. À quên, bên kia. Thì là chắc ngôi làng này rồi, nó nè. This is Psycho. I'm moving into the village now. Game xìu. Bơi đi. À, đồ họa đẹp không? Nước rồi đồ làm rất thiệt. Gì vậy? Báo động luôn hả? Chết. Có mìn nè.
chết chưa. Đi vòng đi. Có gì ở đây không? Hết rồi. Xung lục. Ê. This is Psycho. I'm moving into the village now. I'll provide support. Không cẩn thận. Coi. Đấm mấy cái chết à. Bắn, bắn, bắn. Đầy đạn luôn rồi. Muốn lên được trên kia thì bắn hết xung quanh đi, đi. Đó, còn à. Nô. Bơi nhanh thiệt. Lì lợm. Sao nãy giờ bắn không dính? Chọc ơi, giờ mới chết á. Có. No man, I'm inside the village. I'm waiting. Giật cả mình. Phải cướp. Thôi nó. Nó xem qua đây. À. Đi. Cả lay ở đây nè. We need to find that hostage. Recon the building for any signs of the contact's whereabouts. Ê, mấy bạn nhìn thấy cái chế cả lay này y hệt như của trong buffet luôn. Wow. Màn hình. Ok, vô nhà rồi. No man, I'm closing in on the school. Secure the building. I've got your back. Move it out. Move
Đùa. Đồng thế. Anh lầu rồi. Giết. Chờ. Ngéo, ngéo. Chơi. Chưa chết nữa. Hết đạn rồi nè. Thôi vô trong đây nó tuột FPS kinh thế. Con tin đâu? Thằng quỷ kia đâu rồi? Ngoài đây hả? Con tin đâu? Trong nhà mà. Trên lầu hết á. Lầu lại lần nữa coi. Sao nãy không thấy nó? What the hell? Got your six, boss. Yeah. Located one of the archaeologists. Có một cô gái. Easy, darling. To you. I'm okay. It's not my blood. Vidowski, it. Something tore him to pieces. We thought no one was coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something... Something doesn't want us here. Something out there is killing people. Có một thứ gì ngoài kia nó giết người. Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. Cái cỏ tới rồi. I think we woke it up. You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Ok, mình đi. Trời, đâu thấy ở dưới đây còn quá chừng nè. Còn nữa. Ý. Ừ.
chưa nổ. Cái quả rocket nãy ở đâu ta? À là cái, à nhớ là trong nhà. Trời, nó bắn cho một cái mất giáp quá chừng luôn. Mình nhớ mình vô nhà, à đây. Đây đúng không? Cậu FPS quá. Còn ba mấy à? Tôi thấy mày rồi nha. Tiếp nữa. Lấy một cái dự phòng. Wow. Còn chiếc nữa. Đây, đây, ở đây, mày đây. Biết mày. What the fuck? Nó chở rồi. Rớt kìa Nhèo. Văng gì văng kia thế? Gì vậy? Tụi bay bên đây hả? Chờ cái cục kia nó văng còn. Chờ sọt gân nó ghê thiệt. Cái thằng trắng trắng này là gì ta? Trong nhà nè, trắng trắng là gì? Trên lầu. Con tin nữa. Giết hết rồi nó. Cầm lục lên chơi. Thấy nè. Ngoài đây. Chơi nó. Còn nữa. Trong đi đông lắm. Gần. Còn nữa. I'm in the town hall. Looks like the KPA are using it as an HQ. I'm seeing plans for a research facility. Must be our excavation site. Ngoài đây à? Đó.
Hết rồi mà. Thằng nào đây? Để hình mặt cha nào. Lên xe đi chơi coi. This is Psycho. I'm en route to the extraction point with the hostage in tow. Copy, Psycho. Report in when she's safely extracted. Lên núi. Nomad, I've located one of the researchers. Hello. Oh. I'm transmitting my coordinates. Get up here fast. Giấu xe. Chà, thác nước kìa, đẹp chưa? Ok, thì clip trải nghiệm game của mình thôi, chắc tới đây ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Bye bye.